Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đồng chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, Đà Nẵng thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù, và qua gần 3 năm đạt được những kết quả tích cực, bước đầu phát huy những ưu điểm, tính ưu việt của chính quyền đô thị, phát huy quyền làm chủ của người dân, góp phần quan trọng trong phát triển thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cần xử lý để mô hình này hoạt động có hiệu quả hơn. Tập trung làm rõ những khó khăn vướng mắc cần rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra những nhiệm vụ giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng thời gian đến. Hội nghị cũng là dịp để các đại biểu thảo luận, đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trung ương có thêm các cơ chế chính sách đặc thù để tạo điều kiện cho thành phố Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian đến. Hội nghị cũng trân trọng đề nghị các đại biểu lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch Đầu tư và các cơ quan trung ương có những ý kiến phát biểu góp ý, định hướng để thành phố đề ra được những giải pháp cụ thể, hiệu quả hơn trong thời gian đến, nhất là cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất liên quan đến cơ chế chính sách mới, đột phá, giúp cho Đà Nẵng phát triển. Theo đánh giá, 3 năm qua, việc triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng đã thực hiện đúng theo chủ trương, kế hoạch và các mục tiêu đề ra, đảm bảo tiến độ, tạo được sự đồng thuận của các cấp các ngành trong hệ thống chính trị và bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay đã có 91 nội dung phân cấp ủy quyền với tỷ lệ 100% đã được triển khai. Ước tổng thời gian giảm của 89 nội dung phân cấp ủy quyền là 233 ngày. Việc điều hành phát triển kinh tế xã hội đảm bảo thông suốt hiệu quả, vai trò hiệu quả của Hội đồng nhân dân thành phố được nâng cao. Ủy ban mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội cao cấp phát huy tốt vai trò giám sát phản biện. Tuy nhiên, qua triển khai, Đà Nẵng cũng gặp một số khó khăn vướng mắc, trong đó đề nghị Quốc hội xem xét cơ chế đặc thù để quận phường có tính chủ động hơn khi hiện nay là đơn vị dự toán. Đề nghị Quốc hội Chính phủ xem xét cho thành phố các vấn đề liên quan đến tăng thêm số lượng ủy viên chuyên trách của các ban hội đồng nhân dân và tổ chức bộ máy của ủy ban nhân dân quận, có cơ chế chính sách đặc thù để giải quyết những khó khăn vướng mắc, nhất là về quy hoạch, đầu tư, đô thị, đất đai, tài nguyên, ngân sách, đồng thời xem xét sửa đổi bổ sung nghị quyết số 119 cho phù hợp. Lãnh đạo Bộ Nội vụ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao nỗ lực và cách làm của Đà Nẵng trong thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù. Đề nghị thành phố tiếp tục phát huy ưu điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện mô hình. Bộ Nội vụ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cơ bản đồng tình với các kiến nghị, đề xuất của thành phố và sẽ tích cực phối hợp với địa phương để tham mưu sớm giải quyết, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Đà Nẵng xác định việc thực hiện nghị quyết 119 là trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ và sau gần 3 năm thực hiện đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các đơn vị địa phương đã có nhiều nỗ lực, năng động sáng tạo và linh hoạt trong triển khai. Đà Nẵng nhất quán quan điểm và quyết tâm chính trị cao về tiếp tục thí điểm mô hình chính quyền đô thị gắn với các chủ trương, nghị quyết liên quan của Trung ương. Với đặc điểm là một địa bàn có cái quy mô diện tích không lớn và với cái tốc độ đô thị hóa cao nên thành phố Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai mô hình chính quyền đô thị. Đây cũng là cơ sở để Trung ương ban hành các cơ chế chính sách đặc thù để phát triển thành phố. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp nhất quán quan điểm và quyết tâm chính trị cao trong việc tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết 119 của Quốc hội, là một trong những cái mô hình để khẳng định cái tính ưu việt trong cái việc mà chúng ta thực hiện những chủ trương trong việc sắp xếp để tinh giản cái bộ máy, nhưng mà nó lại phát huy được cái hiệu lực hiệu quả.
Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các đơn vị địa phương đẩy mạnh quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, nhất là tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện đề án phân cấp ủy quyền. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố với Ban thường vụ các quận huyện ủy và tăng cường giám sát việc thực hiện việc phân cấp ủy quyền tại các cơ quan địa phương đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và khắc phục những cái hạn chế, thiếu sót, nhất là ở những cái lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm và không để xảy ra cái tình trạng chuyên quyền và phát sinh sai phạm tại những nơi được phân cấp ủy quyền. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các quận phường phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo, hoạt động quản lý điều hành, phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm túc việc đối thoại với nhân dân. Thấy được các cái hạn chế tồn tại của cái cấp mình và phải chịu trách nhiệm trước nhân dân. Bởi vì anh phải đối thoại trực tiếp và phải giải quyết những kiến nghị thì qua đó cái nâng cao được cái hiệu quả của cái công tác quản lý điều hành của người đứng đầu. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, việc sửa đổi bổ sung nghị quyết 119 là rất cấp thiết để tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết 43 của Bộ Chính trị cũng như các chủ trương của Trung ương đối với thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo rà soát kỹ các định hướng phát triển để đề xuất Quốc hội, Chính phủ có cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố một cách cụ thể, khả thi. Mong muốn Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm hỗ trợ, đề xuất để giải quyết khó khăn vướng mắc, nhất là sửa đổi bổ sung nghị quyết 119 và một số nghị định như 144, nghị định 43.